Một cậu bé có dáng vẻ như ăn mày bước vào trong quán cờ. Cậu ta đặt lên bàn cờ 1 đồng xu. Cậu nói muốn đánh cờ với người đàn ông này. Ông ta cười lớn, quyết định dạy dỗ thằng nhóc không biết trời cao đất dày. Ai ngờ đánh chưa đến 10 phút, ông ta lại thua mất. Người đàn ông không tin, đặt lại 1 đồng xu, để cho một người khác đánh. Nhưng được mấy nước cũng thua luôn. Người thứ 3, thứ 4, thứ 5, những tay cờ lão luyện này lại bị một cậu bé ăn mày này đánh cho tan tác. Mọi người thấy vậy đều vây lại xem. Trận đấu cứ thế diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình. Cậu đã đánh thắng từng trận một, tiền thắng cược cũng dần dần dày lên. Tài năng đánh cờ của cậu bé này đã thu hút sự chú ý của một cao thủ bên cạnh. Tay phải của anh ta là tay giả nên giang hồ gọi anh là độc thủ. Hắn ta tìm đến cậu bé, hỏi cậu có đồng ý theo mình học cờ không, cậu sẽ được bao ăn bao ở. Cậu bé không nhà cửa liền đồng ý, đi theo độc thủ đến một căn miếu, cắt tóc, bắt đầu tập luyện. Đầu tiên là nhớ sách, 5 giây một tờ. 1, 2, 3, 4, 5, hết giờ. Cậu bé chỉ có thể cố ghi lại một chút. Tiếp đó là đánh cờ nhanh, bắt buộc phải liên tục đánh, não phải hoạt động theo kịp tay. Đánh xong một ván thì lại đặt một viên đá ở sân, ngày này qua ngày khác, đến khi sân đã đầy đá. Kỹ thuật và tốc độ của cậu bé đã có thể vượt qua được độc thủ. Sách nói về cờ càng không phải nói, trong 5 giây dù là sách khó như nào, cậu cũng nhớ được dễ dàng. Độc thủ đưa cậu đến một căn nhà gỗ. Đây là thử thách cuối của cậu, đó chính là cờ mù. Cậu bé ở trong không có bàn cờ, phải dựa vào trí nhớ để đánh cờ, rồi nói ra vị trí đánh quân cờ, phải đánh thắng độc thủ ở bên ngoài. Sao có thể được chứ? Ván thứ nhất thua, độc thủ lập tức sang ván 2, không hề để cậu nghỉ, nhưng cậu vẫn thua, thua rồi lại thua nữa. Từ sáng đến đêm, cậu bé cũng chưa thắng được, đầu cậu muốn nổ tung. Cậu bé đau khổ kêu gào. Ngày hôm sau độc thủ lại đến, hắn nghĩ cậu bé đã bỏ cuộc rồi, nhưng lại nghe thấy Hữu Hạ Giác, Đê Tiểu Mục. Ván cờ cứ thế lại bắt đầu, nhưng ván này đánh rất lâu, cậu bé mệt đến nỗi đổ mồ hôi. Cuối cùng cánh cửa cũng mở, cậu thắng rồi, cậu thành công rồi. Mà độc thủ dạy cậu thực ra là để giúp mình gian lận trên bàn cờ. Tay giả của hắn lắp camera, cậu bé ở ngoài sẽ xem rồi chỉ điểm cho hắn. Nhưng đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma, một người xưng là cỏ dại Busan. Hắn ta đã nhìn thấy điều này. Đêm đó hắn phái người truy sát, độc thủ không có võ, hai chiêu liền bị đâm chết. Cậu bé vì may mắn còn nhỏ người nên đã chui vào ngách nhỏ và thoát được. Sau đó cậu đã hiểu ra một điều, đánh tử tế không ổn chút nào, mà sự bạo lực mới là chân lý. Cậu ôm mối thù hận trong lòng nên đã về lại căn miếu luyện tập. Bên trên có một cánh tay đang đánh cờ trên nền đất. Tại sao lại là ở bên trên? Hóa ra cậu đã treo cả người lên, đánh được hai nước lại gập bụng. Đánh cờ chỉ là nghỉ ngơi. Khi đánh xong một ván, sàn nhà cũng đã lênh láng toàn mồ hôi. Cứ tập luyện mười mấy năm như vậy, cậu bé yếu ớt năm nào đã biến thành một thần cờ có cơ thể vạm vỡ. Cuối cùng thì cậu cũng có thể phục thù. Cậu tìm đến một người, đây là bạn của độc thủ. Ông ta thông minh, biết rất nhiều nên đã giúp cậu rất nhiều. Cậu nhanh chóng tìm ra kẻ thù, đó là Phù Thủy Trường Thành. Hắn chính là người phế một cánh tay của độc thủ. Vì hắn đánh cờ không thu tiền, chỉ chặt tay, bàn cờ được hắn bày lên, bên cạnh là một con dao to. Ai thua thì hãy tự mình giải quyết. Quân cờ thì hoàn toàn trong suốt, không có đen hay trắng. Điều này có nghĩa là phải tự mình nhớ các nước cờ. Cậu từ bé đã luyện cờ mù đến thuần thục nên đã không gặp trở ngại gì. Nhưng sở trường của tên này là khích tướng. Trong lúc đánh cờ, hắn cũng nhìn thấy sự đau khổ trong ký ức đối thủ. Sau đó tái hiện lại câu chuyện, mục đích làm đối thủ bị phân tâm. Có phải mẹ mày đã bỏ đi, bố mày thì tự sát, mày chỉ còn lại người chị. Ký ức đau khổ nhất của cậu là tận mắt thấy người chị bị giết. Ảo ảnh cứ thế xuất hiện trên quân cờ, đã làm cậu phân tâm rồi. Nhưng cậu đã khổ luyện mười mấy năm, tâm vững như bàn thạch. Cậu tấn công để thủ, cứ thế thành công lật ngược tình thế, làm hắn tức suýt phát điên. Ván cờ cũng kết thúc, đen thắng trắng. Cuối cùng cậu đã đánh thắng rồi. Cậu từ từ đứng dậy, không hề để ý hắn đã phát điên, lạnh lùng đi ra khỏi phòng. Ở phía sau, hắn đặt tay dưới dao và sau đó việc báo thù tiếp tục. Kẻ thứ hai là Mặt Sẹo, chính là người đâm chết độc thủ. Cậu tìm thấy hắn trong con hẻm, không nói nhiều, trực tiếp ra tay, nhanh chóng đánh rơi dao hắn. Ánh mắt cậu sắc lẹm, lạnh lùng mài mặt hắn lên tường. Hắn còn muốn phản kháng, nhưng nhanh chóng bị đánh bại. Cậu lại mài bên mặt kia của hắn thêm nữa. Sau đó hắn vội vàng chạy mất, nhưng cậu không đuổi theo. Cậu biết hắn sẽ gọi thêm người đến tìm, lúc đó cậu sẽ ra tay giết sạch sẽ bọn chúng. Quả nhiên, hôm sau Mặt Sẹo đưa người đến. Cậu nhìn thấy hắn thì mượn ông chủ một hộp cờ, đi đến nhà vệ sinh, dùng giấy quấn quanh cờ, quấn vào tay, nhúng nước vào, làm thành một găng tay. Đúng lúc này bọn chúng tìm đến cửa, vừa vào đã ra tay ngay lập tức. Đối phương dùng dao rất linh hoạt, mỗi nhát đều chí mạng. Cậu đành phải lùi để tiến, vừa né đòn vừa phản công lại chúng. Bọn chúng ngã xuống, một tên béo xông đến, hắn xô cậu vào tường, rồi đập cậu liên tục lên trên. Nhưng cậu vẫn lì đòn, đấm một phát vào đầu tên béo, rồi xoay cờ. Giờ chỉ còn lại Mặt Sẹo. Nhìn thấy khí thế của cậu, hắn quyết định chơi xấu. Hắn tắt đèn nhà vệ sinh đi, sau đó cầm đèn pin, đánh lén một phát rồi lại tắt đi.
xong lại bật lên đánh lén. Như vậy hắn luôn chủ động. Đến lần thứ 3 đánh lén, cậu cuối cùng cũng tóm được hắn, dùng đèn chiếu thẳng mặt hắn. Cậu cứ thế đánh liên tiếp, lùi hắn vào trong buồng vệ sinh, đánh không thương tiếc, cuối cùng cũng giải quyết xong. Sau đó là tên thứ 3, Cỏ Dại Busan. Hai người hẹn nhau trên đường tàu đánh cờ, một ván quyết định thắng thua sống chết. Cậu chấp hắn 3 nước, hắn rất tự tin. Trên đường tàu, hai kẻ điên đang đánh cờ, tàu hỏa đang đến gần, bàn cờ rung lên, tốc độ tay cũng nhanh dần lên. Một nước lại một nước, hắn căng thẳng đến mức chân run rẩy. Đến nước cờ cuối cùng, ván cờ đã kết thúc, hắn thua rồi. Nhưng thua là thua, theo luật là phải đổi mạng. Nhìn đoàn tàu đang phi đến, cần danh dự hay cần mạng đây? Cậu nhanh chóng né ra. Hắn chọn bảo vệ tính mạng, nhưng hắn ngã ra ngoài cầu, dùng hai tay bám chặt lan can. Cậu nhòi người ra, nắm lấy tóc của hắn, thành công kéo hắn lên. Cứu hắn là có mục đích, cậu cứu hắn một mạng thì hắn phải giúp cậu đối phó kẻ thù cuối. Cờ thủ chuyên nghiệp Hoang, năm đó chính là hắn đã giết chị cậu. Hai người gặp nhau ở phòng nghỉ, cậu nói ra thân phận của mình. Không sai, mười mấy năm trước cậu chưa đủ năng lực báo thù, nhưng bây giờ, cho dù là tinh thần hay thể chất, đều đủ giết tên sát nhân này. Cậu bảo Cỏ Dại bắt con gái Hoang, uy hiếp hắn tham gia trận cờ sinh tử, còn muốn hắn đem theo tất cả đệ tử. Ngày hôm sau cậu đến, trong phòng ngồi kín người, ở đó đã đủ 99 người, còn chùm cuối Hoang ngồi trên cao, 100 cờ thủ đấu với duy nhất một mình cậu. Thi đấu theo lượt, cứ người bước là một lượt, cậu đi vòng quanh phòng, lần lượt đánh cờ. Rất nhanh đã đến lượt Hoang, khi họ đánh sau 10 nước, thì lượt một kết thúc, cậu lại quay lại đánh với những người ở dưới. Mọi người đều im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng đặt cờ vang lên. Não cậu hoạt động hết công suất, mồ hôi đầy đầu nhưng tốc độ không hề giảm. Cuối cùng cũng có người đóng nắp hộp cờ, tắt đèn nhận thất bại. Sau đó là người thứ hai, thứ ba, người thua cứ thế ngày càng nhiều. Từng người rời khỏi phòng, cậu cúi người xuống, đánh nước cờ cuối. Học trò cưng của Hoang cũng thua, dưới này đã không còn ai. Cậu cầm ghế lên trên bục, bắt đầu trận chung kết. Nhưng vừa đi một nước, Hoang nở nụ cười vì đây là một nước cờ sai. Nhìn thấy ánh mắt cậu, rõ ràng là sắp không trụ được rồi. Hoang nắm chắc phần thắng, hắn đặt cờ rất mạnh xuống, sau đó bắt đầu ép cậu. Ván cờ này còn thắng được không? Cậu bắt đầu cau mày, những ký ức đau khổ hiện lên. Cậu chỉ biết mình không thể thua. Hơi thở của cậu dần ổn định lại, quân cờ trước mặt như sống dậy, từng con bay lên, càng bay càng cao, đưa cậu quay về căn miếu năm xưa. Nhớ lại những lúc trong phòng gỗ, cuối cùng cậu cũng đi cờ. Nước đi này làm Hoang bất ngờ, cầm cờ lên nhưng không biết nên đánh như nào. Đến lượt cậu giục hắn ta, Hoang chỉ có thể đặt cờ. Lúc này cậu ngẩng đầu lên, lấy từ trong túi ra một cái cúc áo. Đó là cúc áo cậu nhặt được ở nhà Hoang, là cúc áo mà hắn xé áo chị gái mình làm rơi. Cậu dùng nó làm cờ, đặt lên bàn cờ. Kết thúc ván cờ, Hoang thua rồi. Hắn buộc phải chết, nếu không con gái hắn sẽ chết. Cậu từ từ đứng dậy rời đi, một sợi dây thừng ở trên từ từ hạ xuống. Lúc này hắn bất ngờ nhận ra, thế cờ giống một con chữ. Nếu bỏ những quân cờ trắng đi, sẽ hiện một chữ chết. Xem ra cậu đã sớm có chủ ý giết hắn. Cuối cùng, hắn dẫm lên bàn cờ, kết liễu đời mình.